Rồi tiếp theo thì Dũng sẽ giới thiệu cái phần mà chúng ta có thể new một cái project nhanh chóng. À, vừa rồi Dũng có nói là chúng ta có thể new một cái screen ở đây là trên cái cửa sổ bin này, là cửa sổ chứa các cái tư liệu của chúng ta. Thì cũng giống như Premiere, chúng ta có thể là chứa tạo các cái thư mục để chúng ta chứa những cái tư liệu này. À, ví dụ chúng thoát ra là chúng có tạo một cái phần thẻ 1, thẻ 2, chúng ta có thể tạo thư mục hoặc My Document. Bây giờ chúng ta sẽ kích phải chuột chọn New Item, chúng ta chọn là screen, có nghĩa là chúng ta tạo rất là nhiều các project khác nhau ở đây. À, chúng ta có thể chọn thông số PAN-NT hoặc là AVCSD. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm nhanh chóng bằng cách là chúng ta mở một cái thẻ, mà một cái file mà chúng ta muốn hiển thị ra. Chúng ta hiển thị theo thumbnail để chúng ta nhìn cho rõ, đúng không? Ví dụ như thông tin của cái file này nó là 19201080, và chúng ta sẽ thấy là nó là hệ NT, AVCSD và Full HD, đúng không? Và chúng ta sẽ kéo vào trong cái, các anh chị nhớ thấy là chúng ta giữ chặt chuột và chúng ta kéo vào trong cái phần cái biểu tượng new ở dưới cùng này. À, chúng ta nhả ra thì ngay lập tức nó sẽ tạo một cái project cho chúng ta. Như vậy là chúng ta sẽ thấy là có không báo màu gì cả, đúng không? Thế là ok, cái project chúng ta ok. À, như vậy là chúng ta sẽ chạy. À, chúng ta view thử ha. Đấy, thì ở đây Dũng sẽ để Dũng đang capture lên, thành ra bộ nhớ nó chiếm rất là nhiều, thì Dũng giảm xuống 1/2 để Dũng chạy. Đấy, thì các anh chị thấy không? Như vậy là chúng ta đã có một cái một cái screen là đúng với thông tin của cái file này, bằng cách là chúng ta vào screen, chúng ta chọn là screen setting, và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tạo một cái thông tin cho chúng ta là 30 frame, rồi là thông số là 19201080. Như vậy là chúng ta không cần phải tạo project gì nữa, và chúng ta chỉ việc dựng trên này thôi. Và lúc đó các anh chị chỉ việc vào bên trong cái mà chúng ta làm, nó sẽ có một cái screen ở đây. À, chúng ta đổi tên, ví dụ như rename. Rename ở đây là chúng ta không kích phải chuột chọn rename nhé, ở đây là bấm enter, chúng ta phải bấm enter. Nhiều người chúng ta không biết là rename của cái thằng này nó nằm chỗ nào, ngày xưa Dũng phải tìm á, thì chúng ta ấn enter là chúng ta sẽ tạo ra một cái project, là ví dụ như là lễ sinh nhật chẳng hạn. Rồi, và tất nhiên là chúng ta có thể là kích đúp vào screen này để chúng ta làm việc. Và bây giờ chúng ta có thể kéo các cái thông tin khác. Thì ngay lúc đầu là chúng ta chỉ tạo một cái file bất kỳ thôi, hoặc là chúng ta đưa hết tất cả vào cũng được, nhưng mà chúng ta sẽ tạo một bất kỳ để nó tạo cho chúng ta một cái project trước khi chúng ta làm việc. Thì đó là cách mà chúng ta tạo một cái project nhanh chóng, không cần phải biết là thông tin file đó là cái gì. Đấy, thì thường thì chúng ta sẽ làm như vậy.